cái thấy của con người đều do tâm chọn lựa thôi. Hãy nhìn xem xung quanh mình đi ra sao. Thật là đẹp quá. Khi bạn muốn nhảy xuống dưới vực sâu kia, tại sao không để ý đến cảnh sắc tươi đẹp trước mắt? Vì cô không còn tâm tư để tận hưởng cảnh đẹp, chỉ nghe thấy âm thanh của sự khổ đau nên không để ý tới. Bây giờ bạn đã bình tâm trở lại, có thể kiểm soát được mình, mà thế giới tự nhiên này không hề thay đổi. Chỉ có nhận thức của bạn thay đổi thôi.